Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng, có diện tích là 30m², có hướng chính là hướng Tây Nam, nằm tại tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây mọi người có thể thấy là toàn bộ cái thiết kế của ngôi nhà được thiết kế rất là đẹp. Ở phía ngoài mặt tiền là chúng tôi là được ốp toàn bộ bằng đá granite và ốp bằng gạch thẻ granite, gạch thẻ rất là đẹp. Có ngõ ở phía trước nhà là ngõ rộng 2,5m, xe máy này có thể tránh nhau thoải mái. Đây, cách đường ô tô đi là chỉ 30m thôi, và cách cái khu đô thị Đô Nghĩa là chỉ khoảng tầm 100m. Đây là ngôi nhà có vị trí rất là thuận lợi, rất là thuận tiện cho tất cả mọi người, cho con cái đi học, đi làm để rất là thuận tiện. Đấy, thì sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết ngôi nhà cho mọi người có thể hình dung rõ hơn. Đây, hiện tại tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Ngôi nhà với lại diện tích là 30m, có hướng chính là hướng Tây Nam, được thiết kế là 4 tầng. Đây mọi người có thể nhìn thấy luôn, thiết kế rất là đẹp và hiện đại. Toàn bộ mặt tiền là được ốp bằng gạch granite. Cửa chính của ngôi nhà là sử dụng là bằng cửa hai lớp, lớp bên ngoài là bằng sắt hộp sơn tĩnh điện và phía bên trong đó là bằng cửa nhôm hệ cao cấp. Sau đây là ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà, mọi người là có thể nhìn thấy rõ luôn. Toàn bộ cái gạch lát nền chúng tôi sử dụng là gạch lát nền kích thước 80-80, hàng loại 1. Hệ thống trần thạch cao và đèn led đều đã được hoàn thiện hết. Tầng 1 với thiết kế là bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Đấy, thiết kế rất là rộng, rất là hợp lý. Đây là khu vực của phòng khách ạ. Đây là khu vực phòng bếp. Tủ bếp sử dụng là bằng gỗ sồi Nga. Vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là bằng inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Đấy, và đây là khu vực nhà vệ sinh của tầng 1. Cửa nhà vệ sinh là bằng cửa nhôm hệ cao cấp. Đây, và trong tầng 1 đây, chúng ta sẽ có bồn cầu, vòi rửa, vòi xịt và hệ thống máy bơm nước cho toàn bộ ngôi nhà. Đây, mọi người có thể là nhìn qua lại cái thiết kế ở dưới không gian tầng 1. Sau đây xin mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc cầu thang là bằng đá hoa cương, đá granite. Ở tầng 2 thì sẽ có thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây mọi người có thể là nhìn qua cái không gian của phòng ngủ đây. Rất là rộng, chúng ta có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Trần thạch cao đèn led. Đây chúng tôi đã thiết kế sẵn toàn bộ cái hệ thống ống chờ điều hòa. Đây, cửa sổ rất là an toàn. Bên ngoài là bằng cửa nhôm kính và bên trong là bằng sắt hộp sơn tĩnh điện. Đấy, rất là an toàn. Đây là nhà vệ sinh. Đấy. Bồn cầu nền khối, lavabo, sen tắm, quạt hút mùi và đèn led. Đấy, toàn bộ là cái gạch ốp tường là chúng tôi sử dụng là gạch ốp kích thước 30-60, và gạch lát nền là cũng sử dụng là gạch 30-60 chống trơn luôn. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ cao cấp. Sau đây mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ giống hệt như nhau. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Đó, mọi người có thể là nhìn toàn bộ cái không gian này. Một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó, thiết kế giống hệt nhau, tầng 2 và tầng 3 là giống hệt nhau. Sau đây mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Đây là ô cầu thang, sẽ có giếng trời để lấy ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy là cái thiết kế cầu thang rất là rộng, rất là thoáng. Đấy. Đây là khu vực phòng thờ ạ. Phòng thờ rất là rộng.
Chúng ta có cửa mở ra bên ngoài ban công đây. Đó, mở ra bên ngoài ban công. Rất là thoáng. Đây chúng ta có thể là nhìn thấy toàn bộ cái hệ thống đường trước nhà của ngôi nhà đây. Xung quanh thì là khu vực dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng và có đầy đủ tất cả các tiện ích là điện, đường, trường, trạm đấy đều rất là gần ngôi nhà thôi. Tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này để cho mọi người có thể biết được. Thì ngôi nhà có vị trí là nằm tại tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có diện tích ở trên sổ đỏ là 30m², được thiết kế xây dựng là 4 tầng với thiết kế là 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 3 phòng vệ sinh. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 780 triệu đồng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu và có thể hỗ trợ lên đến 80% cái giá trị của ngôi nhà với cái lãi suất ưu đãi nhất. Thì mọi người có nhu cầu xem nhà hoặc là cần mua nhà thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình, em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì là nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.